Vâng, lâu lâu em Việt lại mang tới cho các bác với một mẫu xe có thể nói là không phải lúc nào các anh chị chúng ta có thể tìm thấy ở trên mạng. Một chiếc xe cá tính với form dáng thiết kế vô cùng hiện đại, thể thao, và nó mang lại cho chúng ta một cái sự khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Mà ngày xưa, ở thời điểm chiếc xe này xuất hiện thì các bác phải bỏ ra mức giá lên tới khoảng 3 tỷ rưỡi thì các anh chị ta mới có thể sở hữu một tuyệt phẩm đến từ thương hiệu BMW, một chiếc X4 sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên con từ Mỹ về. Đấy, con này thì phải nói là siêu đẹp luôn các anh chị nhá, trắng ngọc trinh, nội thất kem. Vâng, tất cả tình trạng xe nguyên zin nguyên bản, cam kết với các anh chị ta một lỗi nhỏ em Việt hoàn tiền cho anh chị 100%. Vậy thì ngày hôm nay để có thể sở hữu được tuyệt phẩm này thì chúng ta bỏ ra chưa bằng một chiếc Camry đâu. Vâng, một chiếc bức xe mà phải nói là quá đẹp, quá đẳng cấp. Vâng, và thực sự là form dáng thiết kế mà chúng ta càng nhìn càng cảm thấy yêu. Vậy thì chất lượng chiếc xe sao? Thì ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc BMW X4 2015 nhập Mỹ với khối động cơ 2.0 turbo tăng áp nổi tiếng của họ nhà B các anh chị nhá. Đầu tiên thì chúng ta đi ngay giúp em vào phần hệ thống đèn hậu của chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy là nó toàn bộ đều được trang bị với những dải đèn LED cực kỳ rực rỡ. Và em để dưới nắng thôi nhưng mà các anh chị chúng ta có thể thấy là nó đã đẹp tuyệt vời như này rồi. Đấy, chưa kể là chúng ta để bật lên vào ban đêm thì thực sự là phải nói không có từ gì để chê luôn các chị nhá. Cảm biến cảnh báo va chạm, bô kép thể thao. Đó, và đương nhiên rồi, để chúng ta hãy cùng em nhìn đấy, tất cả các chi tiết phần đuôi phía sau của xe này rất cuốn hút, đúng không ạ? X4 có thể nói là một cái đàn em rất là xứng đáng của dòng X6 nổi tiếng, đúng không ạ? Vâng, trước nhưng nếu như X6 thì nó to quá. Vâng, và động cơ thì mạnh mẽ thừa thai. Còn với những ai mà muốn tìm một chiếc xe nhỏ nhắn đối thủ của dòng GLC Coupe thì các bác có thể tham khảo với chiếc X4 này. Cốp là cốp điện, đóng mở điện luôn. Và các anh chị thì thấy là không gian dù là một phiên bản Coupe nhưng mà không gian cốp đằng sau thì khá là rộng rãi, đủ chỗ để các anh chị ta có thể mang theo nhiều đồ đạc, vali trong những chuyến đi của mình. Và các bác có thể thấy chất lượng hiện tại của xe này thực sự là còn rất ok. Các chi tiết nỉ nó còn sạch đẹp, đúng không ạ? Đây, phía dưới này thì chúng ta thấy là đồ đạc này, nguyên zin nguyên bản. Cái dòng này nó sử dụng lốp là lốp chống đinh. Đấy, nên là các bác thấy là nó sẽ không có lốp dự phòng phía dưới đâu các chị nhá. Đấy, không có lốp dự phòng đâu. Và đây, các cái chi tiết các bác nhìn này còn rất mới. Con này phải nói là chủ nhân cũ chắc là dùng chỉ để đi chơi thôi. Đấy, và các bác thấy một nút bấm thôi, cốp nó sẽ tự động đóng lại, rất mượt mà và êm ái. Quá êm ái đúng không ạ? Vâng, rất xịn sò luôn. Có lẽ là phần đằng sau là một cái điểm đặc biệt nhất của chiếc xe này, với phần đuôi có thể nói là với kiểu dáng cupo cực kỳ đẹp mắt. Vâng, nó vuốt từ trên nóc xuống phần cốp phía sau, tạo điểm nhấn cho thiết kế của chiếc xe này, trông rất là thể thao, cá tính. Và đây các chị để thấy này, một cái bộ la răng phay lên tới 18 inch. Đó, quá đẹp luôn. Vâng, cả dàn lốp mít nhá, và cụm phanh nhựa suất cao. Vâng, rất ấn tượng đúng không ạ? Và chúng ta có thể ngắm chọn cái ngoại hình của chiếc xe này đi. Vâng, các bác có thấy nó tuyệt vời không ạ? Vâng, quá tuyệt vời đúng không ạ? Đó, vâng, xi nhan tiếp hợp trên gương chiếu hậu. Vâng, vào đây. Đấy, quay cho bác cái chi tiết. Vâng, bộ la răng nhìn đã yêu ngay rồi, rất là cứng cáp, khỏe khoắn, đúng không ạ? Và đây, tiếp tục thì em mời các anh chị chúng ta đi về phần đầu xe. Có thể nói là với bất kỳ góc cạnh nào thì chúng ta cũng thấy được chiếc BMW X4 này có một thiết kế thực sự là quá đẹp mắt, đúng không ạ? Hệ thống đèn pha phía trước thì chúng ta thấy là được trang bị là full LED rồi nhá. Đấy, với bóng đèn bi Victor. Vâng, đây là đèn laser light. Vâng, bộ đèn laser, cái này là chi tiết được độ thêm này. Đấy, nhưng các bác phải thấy là theo thời gian nhưng mà nó đẹp tuyệt vời luôn. Chút nữa em nổ máy bật đèn lên để các anh chúng ta có thể cảm nhận được hệ thống đèn pha của xe này. Thực sự rất ấn tượng. Phần đầu xe thì khá là dữ dằn, đặc trưng của những sản phẩm đến từ BMW với mặt ca lăng hình quả thận, cũng như là phần cản phía trước sơn đen tạo điểm nhấn. Đấy, và con này thì nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z. Và các bác nhìn thấy có rửa đèn pha nhá. Hệ thống đèn của nó không từ gì để chê luôn. Đây các bác nhìn cho em. Vâng, quá yêu luôn, đúng không ạ? Với một cái thiết kế thực sự là không có từ gì để chê. Và đây các bác chờ em chút, em nổ máy để cho các chúng ta có thể ngắm nhìn hệ thống đèn pha của xe này, xem nó đẹp đến mức độ như nào. Vâng, vậy thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng thẩm giúp em này. Đó, hệ thống đèn của nó. Vâng, với các chi tiết siêu phẩm luôn. Quá đẳng cấp và xịn sò đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, những dải đèn LED cực kỳ tinh tế. Vâng, máy nổ thì êm thin thít. Vâng, đứng bên cạnh chúng ta cảm thấy là không nghe tiếng gì luôn. Và các bác có thể ngắm chọn lại ngoại hình của chiếc X4 này. Vâng, một chiếc xe
mang một cái form dáng thiết kế quá cá tính, và đến từ thương hiệu BMW với kiểu dáng coupe không bao giờ bị lỗi thời theo thời gian. Và đương nhiên rồi, các anh chúng ta bước xuống từ xe này thì chắc chắn là người khác cũng sẽ phải ngước nhìn chúng ta, đúng không ạ? Đây, phần đèn hậu phía sau thì các bác nhìn này. Vâng, rực rỡ như ban ngày luôn. Đó, với những dải đèn LED cực kỳ đẹp. Vâng, vậy thì ngoại thất chiếc xe các bác đã thấy ok chưa? Bây giờ thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em khám phá với không gian nội thất bên trong của chiếc xe này các anh chị nhé. Vâng, đi kèm với form dáng thiết kế đặc biệt thì nội thất bên trong của chiếc BMW mang tới cho chúng ta một không gian vô cùng hiện đại và thể thao. Vô lăng ba chấu đặc trưng của họ nhà B, bọc da cao cấp, có lẫy gảy số đằng sau. Đấy, con này thì đây các bác thấy đèn pha của nó này, với các chi tiết nhựa bóng piano kết hợp các chi tiết bằng nhôm, cực kỳ là cao cấp. Đặc biệt chiếc xe được trang bị cần số điện tử các chị nhá. Đấy, cần số dạng điện tử này, có chế độ lái Sport và Eco Pro, hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, auto hold. Chiếc xe này thì được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các anh chị ta một cái màn hình rồi. Cái màn hình này thì tích hợp cả cam 360 độ nhá, siêu nét luôn các bác này. Đấy, cái bật xi nhan lên các bác để thấy. Vâng, cam 360 độ cực kỳ nét. Đó, và đây, đèn nổ start top. Đây là hệ thống điều hòa của xe là hai vùng độc lập này. Hệ thống đầu đĩa của nó này. Đấy, và các chi tiết thực sự là còn rất là mới. Đấy, đây trên này là nhựa mềm và các bác ấn vào sẽ có độ lõm. Và đây các bác có thể thấy là đèn trần đây. Đấy, trần thì đây. Cực kỳ đẹp luôn. Vâng, vô cùng sạch sẽ đúng không ạ? Và các bác có thể thấy là gương chiếu hậu chống chói. Quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Và tapi cửa thì chúng ta thấy là nó được bọc da kết hợp với các cái phím bấm đây. Đây là cái chi tiết nhựa bóng piano này. Tay nắm cửa mạ chrome này. Đó, và các chi tiết, vâng, gương kính chỉnh điện, mở cốp đây nhá. Ghế lái của xe là ghế chỉnh điện. Vâng, có nhớ hai vị trí ghế các bác này. Và các anh chị ta có thể thấy là từ cái móc khóa này, từ cái tem mác này. Con này là nhập nguyên con từ Mỹ nhá. À, nhập khẩu nguyên con từ Mỹ về chứ không phải lắp ráp tại Việt Nam đâu. Và các anh chị có thể thấy là chất lượng ghế da của nó theo sau quá thời gian sử dụng cũng còn rất là ok. Đó, và mà tiếp tục thì chúng ta có thể đi về hàng ghế sau. Thì dù là một cái phiên bản là dạng coupe nhưng các anh chị thể thấy là không gian hàng ghế sau của xe này thực sự vẫn đủ rộng rãi để cho các anh chị ta có thể ngồi hai người lớn và một trẻ em. Đó, và chúng ta có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau này. Phần trần thì đây, rất là sạch đẹp và có đèn trần nhá. Đó. Và các chi tiết phải nói là còn thực sự rất xuất sắc, từ móc khóa bác nhìn giúp em này. Đó, quá yêu luôn. Và một chiếc xe thực sự là quá chất lượng. Vâng, và mức giá thì bây giờ chúng ta bỏ ra chỉ bằng chưa bằng 1/3, vâng, chưa bằng 1/3 ban đầu đâu các anh chị nhá. Và đây quay cho các bác tiếp cái tapi cánh cửa bên này để các anh chị có thể thấy được cái chất lượng toàn diện của chiếc xe hiện tại nó như nào. Đấy, và bác nào yêu em này thì alo trực tiếp cho em theo số hotline nhá. Đấy, vâng, đây các bác thể thấy này. Đó, cửa gió điều hòa rất ok luôn. Vâng, các chi tiết nội thất thực sự là còn khá là ổn áp. Đó, nguyên zin nguyên bản toàn tập nhá. Ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện các bác này. Đấy, và đây tất cả tem mác các bác nhìn về nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Và vậy thì chất lượng nội thất chiếc xe và ngoại thất đã thực sự rất ok rồi. Bây giờ thì em mời các bác chúng ta có thể kiểm tra tới khoang động cơ, cỗ máy của chiếc X4 xem hiện trạng của nó ra sao sau quá thời gian sử dụng, được không ạ? Vâng, vậy thì xin mời các anh chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ, cỗ máy 2.0 twin turbo tăng áp nổi tiếng của chiếc BMW X4 này. Mọi người chỉ thấy này, da máy nó rất là tươi này, và bao zin các bác từng lốp nhá. Đây các chị nhìn giúp em này. Đó, và tất cả các cái chi tiết đầu dòng sắt xi các bác có thể thấy là mã số còn nguyên zin nguyên bản, keo chỉ zin đây. Đó, và đây cabo các bác nhìn này, không một tì vết luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, các chị nhìn như này các bác đã cảm thấy ok chưa? Đây chúng ta còn một cái thanh răng chống lật này. Đó, rất là chắc chắn, và xe Đức phải nói là nổi tiếng về cái độ an toàn. Đúng không ạ? Và nổi tiếng về cái độ an toàn. Đấy, tất cả tình trạng máy số là nguyên zin nguyên bản, toàn tập từ A đến Z nhá. Đó, siêu phẩm luôn. Và con này thì bác nào nhanh tay thì alo sớm nhá. Và không rất là nhiều bác đang hỏi em con này. Đấy, và quá yêu luôn. Và rất chất lượng các bạn. Vâng, vậy thì ngày hôm nay để có thể sở hữu được chiếc xe tuyệt đẹp này với mức giá chỉ có 990 triệu đồng. Quý anh chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy và alo cho em Việt theo số hotline là 0968 22 889 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc xe này, được không ạ? Một lần nữa thì xin cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xe Chất.